Chào mừng các bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. Học tập theo tinh thần của Bồ Tát Di Lặc. Chúng ta nên học tập theo công phu nhẫn nại của Bồ Tát Di Lặc. Như Ngài đã nói, lão khờ mặc áo vá, cơm lạc bụng no nê, vá áo để che lạnh, muôn sự để tùy duyên. Có người mắng lão khờ chỉ nói tốt, có người đánh lão khờ nằm xuống ngủ, khạc nhổ trên mặt lão, cứ để nó tự khô, lão cũng không phí sức, mà người cũng không phiền. Bà La Mật như vậy là Phật báo huyền diệu, nếu ai biết lẽ này, lo gì không đạt đạo. Quý vị nói, như vậy có huyền diệu hay không? Bởi vậy, miệng Ngài thường hay cười và cái bụng thì to lớn, gọi là tâm rộng rãi thì thân thể mập phì, không có phiền não. Tên của Bồ Tát Di Lặc là A Dật Đa, Di Lặc dịch là Từ Thị, A Dật Đa dịch là Vô Năng Thắng. Sao gọi là Vô Năng Thắng? Có người nói, tôi biết rồi, vì vị Bồ Tát này ăn nhiều hơn ai hết, nếu không vậy, bụng Ngài sao mà lớn như thế? Vì không ai có bụng lớn như Ngài, cho nên gọi là Vô Năng Thắng. Người khác lại nói, vị Bồ Tát này có đại khí lực, một tay có thể xô nhào cả quả núi to. Vì không có ai sánh bằng Ngài, cho nên gọi là Vô Năng Thắng. Nếu nói như vậy cũng không đúng đâu. Vậy thì Vô Năng Thắng là gì? Là bậc tu pháp môn lục độ, đến bờ bỉ ngạn và không ai có thể thắng hơn Ngài, cho nên gọi Ngài là Vô Năng Thắng. Vị Bồ Tát này thường vác trên vai một bao bố lớn, Ngài đi mọi nơi hóa duyên xin mọi người. Ngài xin gì đây? Ngài hóa duyên xin phiền não, hầu mong mọi người trên đời đều không có phiền não, để rời khổ được vui. Cho nên nói, mở miệng là cười, cười những người đáng cười trên thế gian, bụng lớn để chứa đựng, chứa những gì mà thiên hạ khó có thể dung chứa. Ngài và cái bao bố không bao giờ rời nhau, cho nên Ngài có biệt danh là Hòa Thượng Bố Đại, gọi là đi cũng bố đại, ngồi cũng bố đại, buông bố đại xuống tự tại biết bao. Do đó, chúng ta nên học tập tư tưởng và hành vi của Ngài. Giảng ngày 25 tháng 7 năm 1985. Ha ha ha, 闻三摩地所